Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, Tuổi Trẻ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó phải kể đến các hoạt động như tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề thực hiện di chúc của Bác của Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị, Thanh thiếu nhi huyện Cam Lộ với những hoạt động hành trình về địa chỉ đỏ. Các đợt hoạt động này đã giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã tổ chức đợt sinh hoạt theo chuyên đề Tuổi Trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác trong toàn đoàn viên thanh niên của trường. Đợt sinh hoạt theo chuyên đề của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị là một trong những hoạt động điểm của các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Thông qua hình thức là hội thi, các bạn đoàn viên thanh niên đã tìm hiểu về thân thế, cuộc đời hoạt động của Bác bằng những thước phim tư liệu thật quý giá. Là sinh viên đang học tập trên ghế nhà trường, thì em luôn là không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức để xứng đáng là một đoàn viên gương mẫu của lớp. Qua thông qua cái hội thi này thì là bản thân em là được tìm hiểu thêm những kiến thức về Bác Hồ, ngoài những kiến thức mà được thầy cô dạy trên lớp, và đồng thời là qua đó thì bản thân chúng em là càng phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, học và luôn ghi nhớ là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện di chúc của Bác, trong thời gian qua, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa đối với cộng đồng, như hàng tháng đoàn trường tổ chức tình nguyện làm vệ sinh nghĩa trang đường chính, hoạt động hành trình về các địa chỉ đỏ. Bên cạnh đó, những hoạt động tình nguyện về với vùng sâu, vùng xa được đoàn trường tổ chức thường xuyên. Từ những hoạt động đó, mỗi đoàn viên thanh niên của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để rèn luyện bản thân, trở thành những người công dân tốt của xã hội. Cố gắng nói theo học tập và nói theo tấm gương đạo đức của Bác, classic học tập để cố gắng cống hiến cho đất nước sau này. Mà hoạt động thì bản thân cũng là một cán bộ đoàn của chi đoàn, thì cũng là tham gia các công việc tình nguyện của nhà trường, của cũng như là của tỉnh Nha Mình, cũng là tham gia tình nguyện hè, là sức tiếp sức mùa thi, cũng tham gia hiến máu nhân đạo. Thực hiện 50 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì trong thời gian qua thì đoàn trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động trong đoàn viên thanh niên để thực hiện tốt cái di chúc của người. Hai đoàn trường cũng phân về các liên chi đoàn cho các đoàn viên thanh niên của mình đăng ký các cái hoạt động cụ thể đối với từng cái đoàn viên để thực hiện cái di chúc một cách tốt nhất. Hai là cũng tổ chức các cái hoạt động như sinh hoạt chủ điểm về chi đoàn, rồi tổ chức các cái hoạt động như vườn hoa thanh niên. Năm 2019 là năm thanh niên tình nguyện. Các hoạt động diễn ra đều được gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Chính vì vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tình nguyện, chủ trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với chuyên môn đã được các tổ chức cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đăng ký thực hiện. Đặc biệt trong đợt này, nhiều chi đoàn cũng đã tổ chức sinh hoạt đoàn với chủ đề học tập làm theo Bác, và nội dung này cũng được gắn liền với các nhiệm vụ chung của đơn vị. Và từ những kết quả đạt được của năm thanh niên tình nguyện 2019 sẽ là những dấu ấn quan trọng trong hành trình Tuổi Trẻ Quảng Trị nhớ lời di chúc theo chân Bác. Ở đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tuổi Trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác tại trong Tuổi Trẻ toàn tỉnh diễn ra đồng loạt vào tháng năm nay. Và vừa qua chúng ta thấy diễn ra tại Sư phạm và tại rất nhiều chi đoàn trong toàn tỉnh, thì là một trong những cái hoạt động trọng tâm để tuổi trẻ ôn lại những cái giá trị cốt lõi trong tư tưởng tấm gương và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Và cái hoạt động này nó để trực tiếp tại các chi đoàn, là cái hoạt động mà để đoàn viên thanh niên gắn trực tiếp với cái công việc, về cuộc sống hàng ngày của mình, để soi vào lời Bác dạy, xem mình học tập cái gì để mình áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình, để mình vừa sống tốt hơn, làm việc tốt hơn và thực sự là công dân hữu ích của xã hội. Hiệu quả mà các hoạt động sinh hoạt chính trị cũng như là tuần lễ mang lại theo lớp Bác, thứ nhất là tạo một cái hiệu ứng trong toàn thể xã hội, đặc biệt là các bạn
đoàn viên thanh niên để nhắc nhở về cái kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, về kỷ về và để một cái dịp các bạn ngồi lại tìm hiểu những cái tư tưởng, những cái di sản về những lời Bác dạy. Năm tháng qua đi nhưng bản di chúc của Người sẽ còn sống mãi, là kim chỉ nam cho các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, chung tay góp sức xây dựng quê hương Quảng Trị ngày mỗi giàu đẹp. Di chúc của Bác như là lời nhắc nhở để mỗi đoàn viên thanh niên hãy cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt như lời dạy của Bác. Đoàn viên sẽ ra sức phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ, mãi để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng ta. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt cho thanh thiếu niên. Bác luôn coi thiếu nhi là người chủ tương lai của đất nước, nên cần được chăm lo, ươm mầm. Nhớ lời Bác dạy, thế hệ đội viên thiếu niên trên địa bàn huyện Cam Lộ đã và đang ra sức thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong những ngày này, các bạn nhỏ huyện Cam Lộ đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị với nhiều việc làm, hoạt động thiết thực. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, 78 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc đại diện cho hơn 7.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện Cam Lộ cùng hội tụ về đây, hân hoan trong niềm vui được báo công dâng Bác với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những bông hoa thành tích rực rỡ nhất của tuổi thơ trong phong trào thiếu nhi Cam Lộ thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Khi đã đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ rồi, em phải càng không ngừng nỗ lực mà phải càng cố gắng học tập và rèn luyện tài hơn nữa để mà xứng đáng với danh hiệu này và làm tấm gương sáng cho các bạn dưới nói theo. Những năm qua, các liên đội trong huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều hoạt động ý nghĩa, ra sức học tập, rèn luyện đạo đức theo lời Bác dạy với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Các liên đội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cho các em đăng ký thực hiện các tiêu chí làm theo lời Bác. Tuy thực tế, các liên đội phát động thiếu nhi sưu tầm các câu chuyện kể về Bác, thi kể chuyện về Bác, treo ảnh Bác tại nơi học tập, viết nhật ký làm theo lời Bác, xem phim tư liệu về Bác vào các giờ sinh hoạt ngoài khóa, tổ chức lễ bảo công dâng Bác tại Nghĩa trang Liệt sĩ, các di tích lịch sử. Mỗi việc làm, mỗi hoạt động đều gắn với ý nghĩa thể hiện lòng kính yêu vô hạn của thiếu nhi huyện kính dâng lên Bác Hồ. Tổ chức đại hội cháu ngoan Bác Hồ bằng hình thức là làm lễ bảo công tại các cái địa chỉ đó như thế này là rất có ý nghĩa. Nhưng ngoài cái việc tuyên dương những em có thành tích xuất sắc trong cái phong trào đội cũng như trong học tập, thì đây là một cái dịp mà để giáo dục cái truyền thống và giáo dục đạo đức cho các em. Đây là cũng là cái bước khởi đầu để cho các em trở thành những cái đoàn viên ưu tú sau này. Từ các phong trào thi đua học tập rèn luyện, nói lời hay, làm việc tốt, nhiều em đã xuất sắc đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ trong nhiều năm và là những cán bộ liên chi đội hoạt động nhiệt tình sáng tạo, có tác dụng thúc đẩy phong trào. Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái phong trào thiếu nhi Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy, tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho đội viên thiếu nhi. Đặc biệt chúng tôi gắn các hoạt động này đối với các việc làm như đó là hành trình về việc địa chỉ đỏ, và đặc biệt hơn là quan tâm đến các em thiếu nhi tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ tư đó là tiếp tục cái công tác tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách làm công tác đội ở trong trường học cũng như ở địa bàn dân cư, huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các cái đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng như là xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Trong niềm hân hoan quê hương từng ngày đổi mới, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, là những chủ nhân tương lai của đất nước, cháu ngoan của Bác Hồ. Thiếu nhi Cam Lộ nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, ra sức phấn đấu thi đua, rèn luyện đạo đức và học tập, góp phần nhỏ của mình vào công cuộc đổi mới của đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, với những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tạo ra động lực, niềm tin để mỗi đoàn viên thanh niên ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Chuyên mục Nhịp sống trẻ tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.